Bác mua là phải mua hàng gốc nhé. Hàng gốc thì nó nhiều dầu thứ nhất, thứ hai là vân nó đẹp, thứ ba là cái chất gỗ của nó già nhất của cây, kể cả cây cây gì đi nữa thì hàng gốc, chất gỗ của gỗ gốc bao giờ nó cũng là vip nhất của cái cây rồi. Mến chào các bác, hôm nay thì tôi giới thiệu đến các bác hai cái mẫu gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn hàng chìm nước. Hàng này thì bây giờ nó rất là hiếm, rất là khó tìm. Đây là sợi 14 ly này, đặt tròn, cắt giác. Hàng này thì nó là kiểu cắt giác tự nhiên. Nhìn rõ cái hình cắt giác của nó. Hàng này dầu đậm các bác nhé, dầu rất là đậm luôn. Sợi này cực kỳ vip nha. Chìm nước hoàn toàn nha các bác nhé. Thơm phức luôn. Cắt giác như kiểu đá đấy các bác. Mười bốn ly 15 hạt thì các bác nhé. Giờ tôi sẽ thả nước chìm cho các bác xem này. Đó, chìm nước hoàn toàn 100% luôn. Duy nhất một sợi 14 ly, hàng cao cấp. Quá đẹp, quá thơm luôn. Giờ tìm được cái hàng chìm này khó lắm, vất vả lắm. Nhiều khi tôi cũng không muốn làm, nhưng mà các bác đặt thì nên tôi mới xẻ gỗ làm thôi, chứ còn bình thường thì tôi cũng chả muốn làm được cái hàng này đâu. Vì làm ra đăng lên nhiều, các bác hỏi nhiều rồi thì các bác đặt nhưng mà cũng không có hàng, nó cũng 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 kiểu nó khó khó làm ấy. Bây giờ mình làm những cái hàng nó có hàng, gọi là có nguyên liệu để làm, chứ còn để mà nói đăng mấy cái hàng nó hiếm hiếm mà nên bán một phát hết xong là không có chỗ, không có cái hàng tiếp theo để phục vụ rồi. Buồn buồn nữa quá. Buồn chán. Không muốn làm, không muốn đăng. Vì đăng Zalo, đăng Facebook thì các bác cũng đã lấy rồi, đã mua rồi. Đăng cái video này nên thậm chí là 1 2 năm sau, thậm chí các bác còn hỏi 3 4 năm sau các bác vẫn hỏi, thì lúc đấy nó làm gì có hàng nữa, đúng không ạ? Nhiều khi này tôi cũng không muốn đăng vì cái hàng này nó khó lắm, nó hiếm mà. Đây sợi 8 ly 108 hạt, duy nhất một sợi, nhưng mà hàng này thì nó đắt lắm, nó đắt theo từng ngày luôn đấy. Chứ nó không, vì thì vì thế nó mới khó làm, nó mới đây, chìm nước này các bác. Đó. Giá gỗ người ta đòi cũng cao nên là nhiều khi mình cũng nản, mình cũng không muốn làm nữa, đúng không? Làm cái khác, làm cái rẻ rẻ thôi, làm cái khác, tìm nguyên liệu khác làm. Thực ra thì cái hoàng đàn này nó cũng không bằng cái hương thơm, nó cũng không chất lượng như cái đàn đàn hương được. Nói thật với các bác là như vậy, đàn hoàng đàn này thơm, nó chỉ thơm đậm thôi, chứ nó cũng không thơm như đàn hương. Đàn hương thì nó thơm một cách thanh nhã dễ chịu cơ, thanh tao cơ. Đó, đàn hương Ấn Độ đấy. Chất gỗ nó cũng đẹp nữa. Nó không bị bay mùi nhanh như hoàng đàn. Hoàng đàn thì lại bay mùi nhanh hơn. Trầm đàn hương. Đó, đàn hương mới trầm hương. Hai cái loại hương thơm số 1 các bác nhé. Còn hoàng đàn này thì nó chỉ thơm đậm đậm thôi. Chứ thực ra thì nó chất gỗ nó cũng không bằng đàn hương được. Nên là chuyển sang đàn hương, nếu mà anh em nào mà nghiên cứu chuyển sang món đàn hương chơi thì nó ok hơn nhé. Đàn hương Ấn đấy mà phải hàng gốc, hàng già nhé. Các mua là phải mua hàng gốc nhé. Hàng gốc thì nó nhiều dầu thứ nhất, thứ hai là vân nó đẹp, thứ ba là cái chất gỗ của nó già nhất của cây, kể cả cây cây gì đi nữa thì hàng gốc, chất gỗ của gỗ gốc bao giờ nó cũng là vip nhất của cái cây rồi. Nên là các bác cứ chơi hàng gốc thôi, cứ hàng gốc chơi, đừng mua hàng hàng thân, hàng cành non làm gì. Thân cành non thì thứ nhất là cái chất gỗ nó không bằng, thứ hai là nó vân nó cũng không đẹp, ba là nó cũng ít dầu, nó không nhiều dầu như hàng gốc.
Hàng gốc hàng rễ bao giờ nó cũng nhiều dầu, nó tập trung ở cái phần đấy, hai cái phần gốc rễ là nhiều nhất. Đó rồi, cảm ơn các bác nhé. Bác nào đặt hàng hoàng đàn thì các bác đặt, nhưng mà hoàng đàn này thì giá nó khá là mắc, mắc so với cái chất lượng. Còn đàn hương thì tôi thấy là nó ok hơn đấy các bác. Hoàng đàn này thì bây giờ nó đắt nên là khó làm cho cả bọn tôi cũng như là cho cả các bác mua luôn, rất là khó. Nó lên theo từng ngày mà nhiều khi để giá trên web là các bác giá ở trên đấy là các bác đặt trên đấy, nhưng mà lúc đấy thì mua giá nó lại khác, báo nhiều khi là các bác không mua nữa nên là nó khó lắm. Nên là tôi sẽ hạn chế cái việc làm hoàng đàn này nhé các bác. Hoàng đàn chìm này bây giờ rất là khó làm luôn, anh em bây giờ rất là khó làm. Thôi để cho bác nào bác ấy làm thì làm thôi, chứ mình bây giờ rất là khó làm luôn. Đó, bác nào đặt thì bên tôi làm thôi, chứ còn bình thường sẽ không có hàng số lượng đại trà đâu đó, chỉ có hàng đặt thôi mới có thôi các bác nhé, đặt tiền thì mới có. Rồi, cảm ơn các bác nhé.